cực diệu thí có nghĩa là gì? Thì trong kinh chúng ta nãy chúng ta thấy là một là bố thí cái ngôi vua của mình, hai là bố thí vợ và con cái của mình, ba là bố thí cái đầu, hai mắt mình, tay chân mình. Bố thí như thế mới gọi là vĩ đại, tức là đại thí, mới thực là bố thí tuyệt vời tột đỉnh. Chữ Hán trong kinh gọi là cực diệu thí. Thì chỉ có bộ Đức Phật dạy, chỉ có Bồ Tát nào đạt được đến vô sanh pháp nhẫn thì mới có thể mà thực hành được cái đại thí hay cực diệu thí. Không phải bất cứ Bồ Tát mà sơ địa cũng thể làm, sơ địa hay là đệ nhất, địa đến đệ nhị, đệ tam, đệ tứ chưa, mà phải đến vô sanh pháp nhẫn. Mà vô sanh pháp nhẫn là thuộc địa mấy thì chúng ta sẽ thấy. Tất cả Phật tử Việt Nam ít nhất cần phải tin tưởng quyết liệt, tất cả Phật tử Việt Nam ít nhất cần phải tin tưởng quyết liệt rằng Bồ Tát Quảng Đức, người Việt Nam, một tỳ kheo duy nhất ở thời hiện đại đã đạt tới vô sinh pháp nhẫn. Vậy vô sinh pháp nhẫn là gì? Tiếng Sanskrit, tiếng Phạn gọi là Anuttapatthika Dhamma Shanti, nghĩa là nhận rằng không có cái gì được sanh ra cả. Nhận rằng đây là nhẫn, nhưng mà chữ nhẫn đây vừa có nghĩa kiên nhẫn mà vừa có nghĩa sự chấp nhận. Chữ Shanti chữ Phạn, Shanti tạo dịch là nhẫn, vô sanh. Vô sanh là Anuttapatthika, pháp đạt mà nhẫn, Shanti tạo dịch là vô sinh pháp nhẫn. Thì chữ nhẫn đây có nghĩa là nhẫn nhục, mà vừa có nghĩa là nhẫn là chấp nhận. Mà trong chữ Phạn, chữ Shanti cũng thế, vừa có nghĩa nhẫn nhục mà vừa có nghĩa sự chấp nhận, tức là nhận rằng không có cái gì được sanh ra cả. Tức chúng ta đang sống trong sinh tử, mà đây đã đạt tới, Bồ Tát đã tu đạt đến trạng thái mà bất sanh, trạng thái là tất cả pháp đều bất sanh. Bất sanh bất, nghĩa là tất cả các pháp đều vô sanh. Trong kinh Lăng Già, Lankavatara Sutra, chúng ta được giảng như vậy. Bây giờ tôi đem kinh Lăng Già ra để tôi giảng thế nào, tôi giải thích thế nào là vô sanh thấp nhẫn. Đây là trong kinh Lăng Già, tức là Lankavatara Sutra. Đây là đoạn kinh trong kinh Lăng Già. Chư Bồ Tát Mahātāt, tức là Đại Bồ Tát đó, gọi là Chư Bồ Tát Mahātāt, thấy rằng tất cả mọi sự vật bên trong và bên ngoài đều vượt qua ngôn thuyết, rằng không có cái gì được thấy như có tự tánh, rằng không có gì được nhìn thấy như được sinh ra. Và khi cái tà kiến nhận rằng thế gian có được sinh, lúc tà kiến này sẽ được biến mất, thì chư Bồ Tát Ma Ha Tát sẽ tự tùy thuận theo sự thấy rằng sự vật đều có tự tánh giống như ảo huyễn, và đạt tới sự ưng thuận chấp nhận thoải mái rằng những sự vật và sự việc đều không được sinh, thì mới là đó là cái ý nghĩa của vô sinh pháp nhẫn. Nói một cách khác, có ba loại nhẫn trong chữ Hán gọi là tam nhẫn, nhẫn nhẫn nhục đó, cái nhẫn đó có ba loại nhẫn tam nhẫn, đó là âm thanh nhẫn hay âm hưởng nhẫn. Chữ Phạn gọi là Gosa Nuga Santi. Như lúc Bồ Tát nghe Pháp Sư giảng dạy và chấp nhận thụ trì giáo thuyết, thì đó gọi là âm thanh nhẫn. Hai là âm hưởng, hưởng là tiếng vang động, tiếng echo. Cái hai là thuận nhẫn hay nhu thuận nhẫn. Tiếng Phạn gọi là Anulomiki Santi. Như lúc Bồ Tát thuận đạo tu tập, tu hành, thực hành, chánh tư duy và chánh niệm, thể nhập vô ngã, thì đó gọi là thuận nhẫn. Hai là nhu thuận nhẫn. Cái thứ ba là vô sanh pháp nhẫn, Anuttapatthika Dhamma Santi, hay Anuttapatthika Dhamma Sati. Như lúc Bồ Tát hiểu rõ chấp nhận rằng tất cả đều nguyễn ảo, không phân biệt, không hiện hữu, không khởi phát, không sinh. Chỉ có Bồ Tát đạt tới bát địa, địa thứ 8, tức là bất động địa đó, thì mới được vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta thấy phải đạt đến bát địa mới được vô sanh pháp nhẫn. Đạt mà không đạt chân lý không tánh, đạt mà không đạt, bởi không tánh không thể đạt được. Nếu nó đạt không tánh tức là nó nói sai. Đạt mà không đạt, vừa đạt vừa không đạt, vừa không đạt mà đạt, có vẻ mâu thuẫn. Đạt mà không đạt chân lý không tánh tức là su nhất và hay là sunyata,